Mến chào các bạn nha. Bữa nay thì tiếp tục mình sẽ quay xe cuốc cần dài cho mọi người cùng xem nha. Anh đang múc đất bỏ bờ kè nha các bạn. Wow, chiếc này cũng rất là đẹp nha, còn khá là mới nha các bạn. Múc bờ kè các bạn. Cái này chủ đất hình như là be sẵn rồi nè. Kobenco các bạn. SK05 nha. Quá đã luôn. Wow. Anh bỏ xong rồi anh dứt tua ga bằng trang luôn các bạn. Này là chủ đất khỏi bang luôn. Mạnh dứt xuống luôn nè. Đó, quá đẹp luôn anh ơi. Wow. Mạnh dứt luôn nha. Không năm các bạn. Chúc mấy anh em đi nghề xe cuốc thì nhận được nhiều kèo thơm nha. Bạn thấy mạnh dít luôn nha, bằng trang luôn nè. Một cái khều nhẹ của ảnh thôi là nếu mà làm bằng tay thường thì cũng mất rất là nhiều sức nha các bạn. Như là gần đủ hay sao á. Đẹp luôn các bạn, vừa múc vừa ban. Đủ rồi các bạn. Cái gạo cũng bự lắm nha.
Múc bờ kè này khỏe các bạn, bắt sát bên luôn. Wow. Xong rồi nha các bạn, bơi đi nha. Đang thả chớn. Bơi thẳng luôn anh, bơi thẳng ngoài luôn à? Nhã Nguyễn, Nhã Nguyễn, Nhã Nguyễn TV á, Nhã. Anh đang bơi phía bên kia nha các bạn. Rồi chúc mấy anh nhiều sức khỏe nha. Đang bơi vô cái kênh cũng khá là hẹp nha các bạn. Đoạn này lục bình quá trời luôn.